Rồi, hôm nay Trung Kiên sẽ bóc những con cờ cho các bạn biết những con cờ này cờ gì nha. Rồi, con Kiên bóc đi. Nhẹ nhẹ thôi, con gì? Con pháo. Con pháo, ok. Rồi, tiếp tục. Con gì? Ok. Con xe. Ok. Con gì? Ok. Con gì? Con ngựa. Ok. Con gì? Con sậy. Ok. Con gì? Con trượt. Ok. Đây. Con chó. Từ từ để xuống, từ từ ba quay. Con gì? Con táo. Gì nào vậy cho nó giỏi hả đem vô. Con vậy xe lỡ. Con xe. Ok. Giờ con dở lên con xây lại đi cho ba quay nè. Khỏi để xuống bàn. Dở lên. Dở lên xây lại cho ba. Rồi xây lại. Con gì? Con tướng. Rồi. Rồi. Tiếp tục đi. Xây lên. Con sậy. Xong để xây ra cho ba coi. Rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Con chốt. Đâu? Rồi. Từ từ nha, xây qua cho ta coi. Xây lại con gì? Con xe. Ừ, vậy đó. Con này con gì? Con tượng. Đâu, tượng đâu? Rồi. Con xe. Ok. Để lên từ từ vậy đó. Con chạy. Đúng. Rồi. Con gì? Con pháo. Rồi. Con ngựa. Rồi xe lỡ. Xe lỡ cho coi. Đúng. Rồi. Con gì? Con ngựa. Đâu? Rồi. Con gì? Con tướng. Đúng. Con chó. Đúng. Từ từ nha. Rồi đứng lên. Con chó. Chậm chậm. Con chó. Ừ rồi. Con chó. Rồi. Xin lỗi cho ta coi. Con gì? Tướng. Rồi. Con chó. Đâu? Con chốt. Đâu? Đúng. Con chốt. Đúng. Con ngựa. Đâu? Ba chưa thấy. Rồi. Con sậy. Đâu? Để đàng hoàng coi. Không thấy gì chân nè, xây lại. Rồi. Con pháo. Đâu? Rồi, ok. Vậy là xong hết. Rồi. Con Kiên nói bye bye đi. Bye. Bye. Rồi. Rồi. Hết cái này hết chưa? Rồi, hết rồi. Bye bye. Bye. Dạ xong.